Thưa các bạn, từ ngày 1 tháng 12 năm 2017, chính quyền Thái Lan đã ra một cái sắc lệnh bắt truy quét tất cả những người nhập cư bất hợp pháp và những người lao động bất hợp pháp. Ở Thái Lan hiện tại có rất nhiều người tị nạn Việt Nam đang sinh sống và họ đang phải đối mặt những cái nguy cơ về bị bắt bớ tù đầy và những nguy cơ bị đói khổ bởi họ không có cách nào để mà sinh sống. Một khi họ đi làm, có nghĩa họ sẽ phải đối mặt cái chuyện bị bắt và bị vào tù. Mà khi bị vào tù thì Cao ủy Liên Hợp Quốc không thể can thiệp được. Và họ chỉ còn một cách là một là làm ngưng tù, hai là trở về với Việt Nam. Hôm nay chúng tôi sẽ đến thăm một số những người thượng ở tại khu vực, một khu vực ở tại Thái Lan. Xin hỏi anh Năn Sát rằng là trong những ngày vừa qua thì anh và mọi người ở đây có đi làm không? Thì tôi và bao nhiêu người khác, người thượng ở đây thì 5 ngày đây tôi chúng tôi không đi làm được, phải ở nhà. Trong ngày vừa qua chúng tôi sống thì không có đủ ăn gì, chỉ có nhặt rau trong xung quanh nhà này, thực phẩm thì không có, làm thì không được. Từ 1 tháng 12 này là người Thái cấm cho người bất hợp pháp đi làm nữa, nếu đi làm họ phạt bắt đi tù. Còn người ông chủ thì không sợ, thì nếu mà nhận người như người chúng tôi á, như không có giấy tờ này họ bị bắt. Cuộc sống của những người thượng Thái Lan trước ngày 1 tháng 12 năm 2017 tương đối tạm ổn. Nhưng kể từ ngày 1 tháng 12 trở đi thì cuộc sống thay đổi hẳn. Bây giờ cuộc sống của chúng tôi ở đây thì rất là khó khăn. Ngoài công việc làm thì không có. Nếu mà ra ngoài làm ấy, thì bên công an bên Thái họ sẽ bắt. Bây giờ họ đang cư quét. Cho nên chúng tôi không có việc làm. Ở nhà cũng không ai nuôi. Bây giờ chúng tôi giờ giống như tôi đã có con nhỏ, ở nhà không có việc làm. Đối diện với cuộc sống khó khăn và không thể đi làm nuôi gia đình, nhiều người thượng đã phải vào chùa xin cơm chùa hoặc từ các nhà hảo tâm trong chùa để đem về nuôi gia đình. Còn lại thì họ phải hái từ lá sắn đến trái sung để làm lương thực. Thậm chí họ phải làm những cái bẫy chim, bẫy chuột để có thể kiếm thêm cho phần lương thực của họ trong ngày. Cuộc sống của những người thượng và những người tị nạn Việt Nam sẽ phải đối diện với một tương lai mù mịt tại Thái Lan trong những ngày tới. Nguyễn Văn Thuyết, tường trình từ Thái Lan.